Một phòng gym 4 sao tại Hà Nội bị tố lừa đảo, hội viên mất không 32 triệu còn bị chủ trả treo lại. Cụ thể, một trong những bài tố ấy là của An, cô chia sẻ, mình đã đóng 3 năm tập, mất luôn 32 triệu, mới tập được 1 tháng mà đã đóng cửa. Chào mọi người, cơ sở tại phường Ngọc Khánh bỗng thông báo phòng tập có vấn đề, nhưng thực chất là không có tiền trả tiền thuê và điện nước cho bên chủ thuê. Hiện tại các hội viên đã làm đơn lên công an phường Ngọc Khánh để giải quyết. Chủ đầu tư đưa ra phương án chuyển mọi người sang cơ sở ở phố Đội Nhân, nhưng phòng tập bên ấy bé và cơ sở vật chất cũng không bằng ở phường Ngọc Khánh được. Mình lên bài để mọi người tránh hệ thống lừa đảo này. Sau khi cơ sở ở phường Ngọc Khánh đóng cửa vì lý do trời ơi đất hỡi thì quản lý chuyển An sang địa chỉ ở phố Đội Nhân. Được biết, phía đại diện trung tâm có hẹn khách hàng 10 giờ lên giải trình, nhưng 10 giờ 30 phút thái độ hậm hĩnh nói với khách rằng có vài triệu mà cứ làm loạn lên, nhưng khi bảo họ trả tiền thì họ kêu là chịu. Họ nói hợp đồng có nội dung bất khả kháng và việc đóng cửa cũng vậy, và khách hàng phải chia tiền với họ.